năm 24. Em thấy đẹp. Ai mà đậu Phật thì rất là thích ở trong này. Trong này có chùa nha. Wow, đường này là sẽ là một con đường tương lai tuyệt vời. Đây. Trong này mà mở quán chay nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, cái đường này là đi ra đường số 4 ở cư xá Đô Thành luôn. Quay lại đi. Quay lại. 10 năm nữa là cái con đường này là nó sẽ khác ngay. Đó, chùa Hiệu Quang nè. Đây là một ngôi chùa nhỏ.